Đâu vậy? Sáng nay qua chợ tôi không thấy Hạnh. Tôi mắc lên chùa làm đám giỗ cho ba thằng Sinh. Sao không nói tôi chở đi? Ai dám nhờ ông sĩ quan tổng nha bỏ công vụ đi làm việc riêng. Hạnh không nhờ, tôi vẫn đi tìm Hạnh nè. Nhớ không chịu nổi. Anh cứ hay nói giỡn, tôi không có thích đâu. Tôi không giỡn. Hạnh không thương tôi sao? Tôi có thằng Sinh rồi, không muốn đi bước nữa làm gì, tội nó. Sao mà tội? Nó đã lớn, sắp có cuộc sống riêng của nó rồi. Hạnh không muốn, nó cũng sẽ xa vòng tay của Hạnh để vào đời. Lúc đó hẳn hay. Không đi đâu hết, ở nhà biết bao chuyện phải làm. Sinh nhật của bạn học con mà ba, nó mời không đi, nó buồn ba. Bày đặt sinh nhật điệu đàng, mày sợ bạn mày buồn chứ mày không sợ gia đình này chết đói hả? Cần gì tới hai đứa đi. Bạn nó mời hai đứa, sao lại đi một đứa? Mất mấy đồng để đi chơi, nhà này chưa có giàu mà. Kiếm một đồng phải đổ một chén mồ hôi. Muốn đi thì đi Phước đi, đừng có quên cái ngày cả nhà này hút nước cháo. Thằng Phúc cũng làm tối ngày chứ có đi chơi đâu, lâu lâu mới có dịp sinh nhật bạn nó. Ông cũng phải để tụi nó vui vẻ với bạn bè. Ông đâu có thể lấy cái ngày uống nước cháo thay cơm mà đói buộc con hoài. Cái khổ sắp tới còn nhiều mà. Bây giờ ông cho tụi nó vui chơi một chút đi. Đừng để sau này tụi nó hét lên, nó không được làm con nít. Tôi với ông ăn cắp tuổi thơ của tụi nó. Thôi được rồi, được rồi. Muốn đi đâu thì cứ đi. Nếu không má bay kết tội tao đánh cắp tuổi thơ của tụi bay. Dạ. Phúc ơi, đi mau đi, mọi người đang chờ kìa. Chờ một lát. Lợi ơi, đi mau đi. Con chào bác. Nó đi đâu rồi má? Chờ một chút, nó đang ngoài sau á. Trời ơi, nó đi gần cả tiếng đồng hồ, con tưởng nó ra rồi chứ. Mày ngủ ở chổng hay sao mà lâu dữ vậy mày? Hối gì dữ vậy? Người ta chưa đi xong, lỡ làm sao ông phải hốt nó nha.
Mẹ không sợ tụi con gái cười á thì cứ ị ra đó. Đi mau đi con quỷ. Thưa má ăn đi. Thưa bác ăn đi. Ngồi lại. Ngồi xuống anh, ngồi xuống. Trời sao mà ngồi chính giữa. Qua đây. Mấy đứa làm cô mệt quá. Hôm nay đi chơi vui không chị Trúc? Vui, cần ngọc, vui không ngọc? Vui. Ta còn biết nhiều chỗ vui hơn nữa. Lợi, ngồi xuống đi Lợi. Rồi, đồ ăn đây. Đói quá. Khoan, từ từ để cô chia phần. Khoan, trước khi ăn tụi mình tặng quà cho Thủy Trúc trước đi. Mở quà tôi trước đi Thủy Trúc. Mở đi. Ôi, chiếc đồng hồ đẹp quá. Tờ giấy viết gì vậy Thủy Trúc? Bài thơ. Anh làm thơ hả anh Sinh? Ừ. Ngọc, chờ đọc giùm tôi đi. Đồng cỏ trong mơ sao không xanh, để hai đứa lăn êm xuống đất. Sao chỉ có cánh hoa nhỏ đỏ một mình, mang về nhờ mẹ cắm vào bình. Chưa kịp ngắm, sáng ra cành hoa nhỏ hóa thành tiên. Thơ con cóc con nhái mà hay gì? Thấy kỳ quá. Tô màu cũng đẹp nữa. Cháu hai ơi. Mở gói quà của anh Phúc này Thủy Trúc. Nè. Chắc là cái chén ăn cơm rồi. Cục đất sét thì có, sao trò biết là đất sét? Nó như thế nào vậy Thủy Trúc? Nó mềm mềm. Mềm mềm vậy, chắc là cái bánh bao rồi. Nó không phải hình người bằng đất, vậy nó là cái gì? Chúc Thủy Trúc dễ thương như món quà. Ủa, thằng Phúc tặng gì cho mày mà mày sợ vậy Thủy Trúc? Ôi, ghê quá hả? Trưởng lớp, tặng Thủy Trúc một con chuột chết nè. Sao kỳ vậy? Không, không có, tôi không có tặng con chuột. Tại sao tôi phải tặng con chuột chứ? Không phải tôi. Trời ơi, nghèo thì nghèo, ít nhất mày cũng phải tặng cho Hỷ Trúc một cái bánh bao chứ. Nhà nó như chuột mà. Mày biết nó sợ chuột mà, bộ mày muốn nó chết giấc trong ngày sinh nhật của nó hả? Con không có tặng con chuột thiệt mà. Chẳng lẽ con chuột chết nó biết tàn hình chui vô cái hộp? Tao sợ tụi bay quá à. Anh làm cho cô Mẫn giận bỏ đi rồi kìa. Tôi nghĩ có đứa cháu món quà. Trò tặng cho Thủy Trúc vật gì? Hình cô tiên bằng đất. Sao mấy trò nhìn tôi? Mày làm chuyện đó hả Sinh? Sao trò nghi tôi? Ờ, nhưng không phải. Hình cô tiên của tôi, màu sắc dáng vẻ tươi đẹp hơn. Gói quà anh mang tới từ nhà, ai mà tráo được? Mày sao không? Không có. Mày phá kéo lắm nhưng vẫn còn ngu. Thủy Trúc nhận ra chữ của ai không? Đúng rồi, chữ này của Chờ Lợi. Mày còn nói gì nữa không Lợi? Đúng rồi, tôi phá đó. Đứng lại. Để à. Thôi, đừng kêu nó nữa. Vậy là không phải anh Phúc tặng cho con chuột. Chờ Lợi cũng đùa cho vui. Nó không biết chờ sợ chuột. Đừng giận nó nha Thủy Trúc. Anh làm tôi hết hồn. Cứ tưởng thằng râu xanh nào giở trò sầm sỡ chứ. Thanh niên nào mà gặp em không biến thành quỷ râu xanh? Xạo quá à. Tôi già rồi, đâu có còn sức hấp dẫn như vậy chứ. Ai nói em còn trẻ? Ai nói em già? Đã qua 30 rồi còn gì. So với mấy bà sồn sồn, em có duyên hơn họ nhiều.
So với mấy cô gái mới lớn, em đầm thắm, mặn mà hơn. Ở em còn có nét đẹp kỳ lạ trời ban, không phải ai muốn cũng được. Coi cái miệng em kìa, chu ra nó đẹp như cái bông loa kèn vậy đó. Mà sao để anh đợi lâu quá vậy? Cũng phải ngồi với mấy đứa nhỏ một lát. Mới tới em gặp anh liền. Ông tài xế biết tập mặt với anh hai em. Sao lại phải đến lùm cây âm tùm chứ? Để hai đứa mình dễ nói chuyện. Chuyện gì mà sợ khó nói? Thủy Trúc ơi, có chuồn chuồn rồi nè Thủy Trúc. Ê, đừng, nè. Đừng, không được đâu. Cho nó cắn đi rồi biết bơi liền à. Ê, à, dạ. Không giỡn nữa nghe mày. Chừng hư thai. Hư cái thai này cũng còn 5 đứa nữa. Sao lo quá? Sao không lo? 5 đứa con gái, biết đâu cái thai này là con gái. Thôi đi, ông thử hoài cũng ra gái à. Đừng có mơ, Ngũ Long công chúa là đủ rồi. Tới nơi rồi, còn rồi ra thả khói. Khó chịu quá đi mày. Tắt máy xe đi. Thương bà xã trưởng, tôi rồi ra là báo cho họ biết có ông bà xã trưởng tới. Bà xem, họ đâu rồi nè.
tất cả nghe đi. Bữa nay đích thân ông bà xã trưởng đến để tôi thuế. Mời tất cả tụ họp ngoài sân. Rồi. Dạ. Mời tất cả các chủ gia đình ra tập họp ngoài sân để đóng thuế. Các chủ gia đình tập họp ngoài sân để đóng thuế. Thôi. Dạ. Trời ơi, tao không có nhiều thời gian. Tao với ông xã trưởng còn phải đi nhiều chỗ khác nữa. Dạ dạ. Nếu hộ gia đình nào nộp trễ sẽ tự lên xã đóng thuế và nộp phạt. Hai thằng bay, đi vô nhà lấy cái bàn, hai cái ghế ra đây. Xôi hỉ. Dạ. Làm ăn cái gì cũng lừng chừng, không biết nghe lời chỉ bảo của chính quyền, vậy sao khá nổi? Xưa nay chúng tôi làm ăn vẫn khá. Từ ngày mấy ông xuống đây tham quan nhiều, bà con bị bất ổn nên mới làm ăn sa sút đó thưa mấy ông. Tụi bay mà dám cãi lệnh, tao cho mỗi thằng một viên đạn vô đâu. Dạ mời ông bà ngồi. Dạ mời xã. Để đi. Dạ dạ. Mệt quá. Mày cười cái gì? Bả mà hư thai tao bỏ tù hết tụi bay. Con đợi bà vậy. Vậy bà. Ê mày. Dạ. Bà nội cha mày, tại sao mày để cho tụi nó lấy cái ghế gãy cho tao ngồi hả? Ăn bay lại biểu hả? Gì? Sao tụi bay dám lấy ghế gãy cho bà xã trưởng ngồi? Tụi bay muốn ở tù hả? Tôi với thằng này khiêng bàn, còn xách ghế lại nhỏ này. Một chút nữa mày lên xã gặp tao. Lên xã làm gì? Hai cái ghế thường ngày tụi tôi vẫn ngồi, đâu có sao đâu. Cái ghế ông kia ngồi đâu có bị gãy, tại bả ngồi ẹo qua ẹo lại làm lệch cái ghế nên té xuống. Lẻo mép hả mày? Bỏ qua chuyện đó đi hỏi. Kính thưa các chủ gia đình, theo luật lệ chính phủ ban hành, tất cả mọi ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đều phải đóng thuế. Đóng thuế để làm gì? Là để chính phủ có tiền xây dựng kiến thiết đất nước, sớm làng mình ngày một thịnh vượng hơn. Trong tay tôi đã có danh sách các hộ sản xuất các mặt hàng gốm sứ. Tôi ghi rất rõ về ngày giờ sản xuất, số lượng, giá thành, số tiền thuế phải đóng đã được huyện, xã đóng mộc ký tên. Bây giờ tôi đọc tên ai, chủ gia đình đó phải lấy tiền ra nộp. Chủ gia đình Đặng Văn Diệp, tổng cộng các mặt hàng sản xuất là 1.521 cái chén, 1.612 cái dĩa, 15 tượng Phật Di Lặc, tổng giá thành là 319 đồng, thuế phải nộp là 111 đồng. Còn số các mặt hàng đó ở đâu ra vậy? Các người không được quyền. Mong ông bà coi lại, chứ lò chúng tôi trong thời gian 15 ngày, làm sao gia đình tôi làm ra 1.521 cái chén, 1.612 cái dĩa được. Máy còn chưa làm được, tay làm sao làm nổi. Sổ sách ghi rõ ra đây nè, cãi gì mà cãi. Không tin thì cứ kiểm tra lại. Nửa tháng nay ông bà đã bán ra bao nhiêu, chúng tôi đều có theo dõi. Ghi vô sổ đây, có chữ ký của ông Diệp. Sao lúc đó ông bà không cãi, để đến khi đóng thuế thì lại phàn nàn? Ông nhà tôi có khi ký đại mà không đọc được, bắt ông kém mà. Mấy người muốn ghi bao nhiêu thì ghi hả? Đâu có được. Kiếm một đồng phải chảy máu mắt. 111 đồng tiền thuế tụi tôi kiếm ở đâu ra? Có phải muốn giết người hay không? Không có đôi co với mấy người. Nếu gia đình ông không đóng thuế bữa nay thì ngày mai lên xã nói chuyện với chính quyền. Anh, đọc tên người kế tiếp. Đỗ Văn Lâm. Tôi nè. Ông đây hả? Tổng cộng các mặt hàng ông sản xuất là... Ủa? Cô Mẫn, cô Mẫn ơi, cô Mẫn đâu rồi? Cô đây, cô đây, cô đây. Sao? Sao cô quen với ông Hơi Đầu? Ông ta là người xấu mà. Không phải, xấu đâu mà xấu. Hả? Bom nổ là sắp có chiến tranh. Hình như tiếng nổ ở hướng thị xã Thủ Dầu Một. Vậy là gần lắm. Thôi mình về đi cô Mẫn, ở đây con sợ lắm. Về, về, về mau, về, về. Ông
trời ơi, ông ở trên cao làm chi vậy? Xuống thấp một chút để nhìn rõ tụi nó ức hiếp người nghèo nè. Mỗi ngày làm có mấy chục chén, nó ghi trong giấy tới 100 mấy chục cái. Kiếm được 3 đồng, tụi nó gặm hết 2 đồng rồi làm sao mà sống? Ngày mai, ngày kia, tháng sau, cứ tiếp tục như vậy, thử hỏi tôi với ông, còn miếng thịt nào trên bộ xương già này chứ? Quan Âm ơi, mau giúp chúng tôi với. Chú Thiếm bị khách hàng nào lừa gạt mà rầu dữ vậy? Ai gạt riêng tụi tao đâu, cả nhà mày, cả xóm này đều bị hết. Tụi nó ghi bừa số sản phẩm làm ra để tính thuế. Cứ vậy á, bà con mình chết sớm. Phải tìm cách đối phó chứ Thiếm, chứ chịu vậy hoài sao được. Mày tuổi trẻ tài cao, thử tính coi, chứ tụi tao lớn tuổi lú lẫn rồi. Chú Thiếm con về. Mày đứng lại, nghe tao hỏi nè. Tại sao mày dám bỏ con chuột chết vô gói quà của tao? Tao sẽ mét với ba má. Mày học thói của con Tày, chơi trò quỷ quái làm xấu tao, hại con Thị Trúc muốn chết giấc. Sao Minh Nhật Thị Trúc có chửi tôi hoài vậy? Tự tôi phá thôi chứ không học thói của thằng nào hết. Muốn đánh thì đánh đi. Mày tưởng tao không dám đánh mày hả? Mày nè, chết mày đi. Thôi à. Tao với má mày sắp chết tới nơi rồi, tụi mày đi chơi cho đã về còn gây gỗ nữa hả? Bình tĩnh lại đi ông, tụi quỷ đã bóc lột mình như lột vỏ chuối, khổ lắm rồi. Ông đập chén vô mình bỏ công làm ra là ông tự bóc lột mình lần nữa đó. Thà tôi đập chén tôi làm ra, chứ không để cho tụi nó đập bể chén cơm nhà mình. Ở nhà xảy ra chuyện gì vậy má? Xã trưởng với bà vợ cùng với thằng ba hội xuống đây thu tiền thuế. Thu thuế gì má? Tụi nó ghi gia đình mình thu nhập nửa tháng nay là 319 đồng, bắt đóng thuế 119 đồng. Trời đất, nửa tháng làm sao làm được mấy ngàn cái chén vậy? Cũng tại mày, cho mày đi học rồi không coi. Tụi nó tự ý ghi những con số vô sổ, mà mày cứ gật gật đầu, rồi mày còn biểu ba mày ký tên nữa. Rõ ràng là bữa đó ba hội không ghi số lượng chén dĩa. Nó ghi số lượng chén dĩa vô sao? Để con lên xã nói lại cho nó nghe. Tao với má mày cãi muốn gãy lưỡi mà không ăn thua. Mày bao nhiêu tuổi, có phép thần thông gì mà nói lũ quỷ nghe lời? Anh Sáu rất rành việc, để con nhờ anh đi nói giùm. Hai đứa miệng nói giỏi, nhưng khi nhà gặp chuyện thì không thấy mặt mũi bay đâu hết. Hai ảnh không nói đi đâu sao má? Hồi sáng thằng Đức nói đi ra chợ mua thuốc, nhưng tới trưa kêu ăn cơm, nó vẫn chưa về. Còn thằng Sáu cũng thấy đâu hết. Chắc là hai em bận việc gấp quá nên không kịp báo với ba má. Nghe lời tụi nó làm tượng, bán chưa được đã bị đóng thuế, xui xẻo quá đi. Hai đứa vô tắm rửa rồi ăn cơm đi, có gì mai tính. Vô. Đâu có sung sướng gì được. Hai đứa theo tao, phụ tao chuyện này. Tới giờ ăn cơm, ông còn kêu tụi nó đi làm gì vậy? Ăn trễ một chút không chết đói đâu. Chờ tụi nó đến vét sạch của cải mới chết đói. Mà đóng các cánh cửa lại đi. Còn hai đứa bay, đem chén dĩa, tượng, tụi nó chưa kiểm, đem vô nhà sau cho tao. Dạ. Sao còn đứng đó? Đã tới lúc mày phải phụ một tay rồi. Dạ. Nhanh lên. Ông tính chôn dưới đất gần bụi tre. Bà mang xuống chỗ cái hầm lò cũ, rồi lấy củi đậy lên. Liệu tụi quỷ phát hiện ra không? Bà có cách giấu nào hay hơn thì nói. Tạm thời theo ý ông đi. Chị Diệp ơi, chị Diệp. Tôi bận chút việc, kiếm chờ chút. Bữa nay có chuyện gì mà đóng cửa sớm vậy? Má đừng để Thiếm ngủ vô nhà. Thiếm mà biết chuyện là không việc hết. Má biết mà. Có chuyện gì vậy Thiếm? Ông trời nhà tôi đói bụng, kêu tôi qua đây làm xấu, xin chị một tô cơm nguội. Ông Diệp đang thay quần áo, Thiếm đứng chờ một chút tôi bưng cơm ra liền. Lúc trước ở đây, có khi nào ông Diệp đứng giữa nhà thay quần áo đâu. Chà, chắc gia đình ông Diệp làm chuyện gì mờ ám sợ mình thấy đây. Cơm nè Thiếm ngủ. Không.
không có gì qua khỏi mắt bà này đâu. Hay là... Ừ, là sao? Dạ. Đứng lại, kiếm ai? Ông xã trưởng. Vô đi. Xúi quẩy rồi. Thằng Miểu Xẹo đã là tay chân của xã trưởng. Không biết thằng Tày có làm liên lụy tới má nó không. Quan Âm ơi, hãy cứu Từ Ngủ. Vô đi, sao đứng trần đó? Dạ, con chào mấy quan. Thời buổi này làm gì còn quan. Bà bao nhiêu tuổi mà xưng con với tôi? Bộ bà thấy tôi già lắm hả? Dạ không, ông còn trẻ, trẻ lắm. Trẻ là bao nhiêu tuổi? Dạ khoảng 20. Vậy là tôi bằng con của bà rồi. Sao bà kêu tôi bằng ông? Dạ, ngày xưa mấy ông vua lên ngôi mới có 5-10 tuổi à. Đâu nhất thiết phải già mới được làm quan. Bà biết tôi cho gọi bà tới đây có việc gì không? Dạ, tôi đang nghe. Bà là người ở khu làng gốm phải không? Dạ phải. Ủa mà không phải. Tôi ở nhờ đó thôi chứ không phải dân làng đó. Những người ở đó không ưa gì bà phải không? Thấy tôi nghèo, họ khinh khi ghét bỏ tôi. Vậy bà có muốn làm việc cho tôi không? Chết, chữ nhất tôi gạch còn méo, làm sao làm việc được. Để tôi kêu ông chồng tôi, ông viết chữ đẹp lắm. Ông là... Ê, mới chữ của ông tôi không xài. Ủa, vậy ông xài tôi chỗ nào? Bà chỉ việc theo dõi các nhà ở khu bà ở, xem họ làm ra bao nhiêu, giá cả bán ra, coi họ có cất giấu sản phẩm ở đâu không. Nhất là coi có ai lạ mặt vào ở khu đó không. Tôi có bao nhiêu con mắt mà nhìn dữ vậy? Thời giờ đâu mà kiếm cơm ăn? Mỗi tháng tôi sẽ cấp gạo và đồ hộp cho bà. Nếu làm tốt, bà còn được thưởng thêm tiền nữa. Nếu bà theo dõi sơ sót là bà sẽ bị phạt, biết chưa? Dạ biết rồi. Dạ. Thôi về đi. Cho em xin tiền trước. Chừng nào làm việc có hiệu quả, tôi sẽ đưa cho bà một đống. Dạ, ông nhớ nha. À, về đi. Thằng Tây hết bệnh chưa? Nó khỏe rồi. Nó biết bà làm việc cho xã trưởng, chắc nó mừng lắm. Mày cũng vậy. Tao đâu có ngờ có ngày tao với mày cùng làm việc chung với nhau. Lúc này mày còn bảo kê mấy sòng bài không? Hả? À. Miểu Xẹo ơi, tao biết cái tẩy cái mục nhọt mày ở đâu rồi. Tao không còn sợ mày nữa. Bên trên tao đã có xã trưởng. Vậy là kể từ bây giờ, làng mình có gì mình phải báo cho xã trưởng. Làm việc này có thất đức không? Làng mình đâu có thù gì với mình. Nếu biết mình đâm thọc họ, ông Diệp và ông Lâm sẽ đuổi mình ra khỏi nhà. Vậy đi, mình chỉ báo những chuyện nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Còn chuyện lớn mình giữ lại để thu lợi cả hai bên. Chú Diệp. Thím Diệp. À, thằng Đức nó kêu ông kìa. Anh Sáu đâu anh Đức? Anh Sáu bận lo vài việc sẽ về sau. Mong chú thông cảm, tụi con đi mà không xin phép chú thím. Tôi đâu có quyền. Tụi con coi chú thím như người thân. Chú thím không tin tụi con sao? Bạn bè tôi mấy chục năm trời, tôi còn chưa biết ổng nghĩ gì và sẽ làm gì. Hai anh đến đây có mấy tháng, tôi làm sao hiểu nổi. Không hại tôi là tốt rồi. Ổng đang hận tụi ở xã, tự ghi số lượng chén dĩa lớn hơn gấp 5-6 lần làm ra, rồi bắt đóng thuế nặng. Cả làng này ai cũng kêu trời. Tụi nó uống mồ hôi người dân, không cần pha đường Đức à. Tụi con biết chuyện này. Anh Sáu có nói với Phúc, nhắc lại với chú thím, nên che giấu những sản phẩm làm ra hơn nửa tháng nay. Tôi có nghe nó nói gì đâu. Chết, con quên. Mày vô dụng quá. Bây giờ mình nên tìm cách che giấu. Một số sản phẩm tụi nó chưa ghi, nhà em đã giấu dưới mấy cái vạt tre, phủ củi lên.
Che giấu như vậy chỉ là tạm thời, còn lâu dài anh Sáu có bàn với con, mình nên đào hầm lớn thông ra ngã sao. Không phải chỉ giấu sản phẩm mà cả nguyên liệu mua về cũng phải giấu bớt. Lấy sức đâu mà đào hầm lớn? Thì sức người nhà mình, thêm hai tụi con và một vài người quen giúp một tay. Chú Thím yên tâm, anh Sáu đi kêu người rồi. Thì ra hai đứa bay vắng mặt là đi lo vụ này hả? Dạ, tụi con lo hai ba việc một lúc chú Thím à. Nhưng chuyện này gia đình mình phải giữ bí mật. Giữ bí mật với cả bà con ở đây sao Đức? Mình sẽ bày cho một số người đáng tin cậy, chỉ một người không kín miệng mình sẽ bị thiệt hại lớn. Ở đây có ai muốn bị chết vì thuế đâu, qua mặt tụi ở xã là vui rồi. Phải coi chừng Thím Từ Ngủ bà. Hồi sáng con thấy một đứa ở xã tới đưa giấy mời Thím Từ Ngủ lên xã. Lúc về con thấy Thím ấy vui lắm, cứ cười một mình hoài. Ngoài việc giấu sản phẩm đào hầm, hai đứa còn tính chuyện ẩn nấp nữa phải không? Hai anh không sợ khi tụi nó biết được cả nhà tôi phải dính vô chuyện này hay sao? Ông nói vậy thôi, chứ vài năm nữa thằng Phúc tới tuổi quân dịch mà ổng thì không bao giờ muốn cho nó cầm súng, thì cũng phải có chỗ cho nó trốn chứ. Cảm ơn chú Thím đã thông cảm cho tụi con. Thôi, tranh thủ làm đi, rồi còn tính chuyện khác nữa, nhanh. Dạ. Tiền lương tôi được chính quyền trả, và giỏ đồ hộp được thưởng. Tôi mang gì hết cho hai má con? Không có tiền có đồ của anh, má con tôi vẫn sống tới giờ. Đây là tiền hợp pháp, cô đừng chê. Cũng là tiền ăn cướp của dân lao động thôi mà. Đừng dẫn bật chính quyền. Thì tiền thuế đó các anh tính vô tội vạ, xiết quá sức dân, đem về tư túi chứ nộp vô ngân khố bao nhiêu? Chuyện của mấy ông tôi không quan tâm, chỉ bỏ công sức đi theo ăn tiền vậy thôi. Hết bảo kê cho bọn giang hồ, giờ lại bảo vệ cho bọn sâu mọt của dân. Anh được nâng cấp quá ha. Tôi sẽ bỏ hết tất cả việc này nếu em đi theo tôi. Không, tất cả đã thành bản chất của anh rồi, anh sẽ không thay đổi được đâu. Tôi không hy vọng gì ở anh nữa, và anh cũng đừng hy vọng gì sự trở lại của tôi. Anh có tin là tôi cắn lưỡi chết nếu anh còn đụng tới tôi không? Tôi trở nên xấu xa hơn là do cô đó, cô hiểu không? Mấy anh muốn mua hàng gì? Chúng tôi muốn coi một số mẫu mã chén. Được rồi, vào đi. Thím Ngủ, sao đứng đây? Tôi nghe tiếng xe ngựa ra nhìn coi ai tới. Hình như là ông Tư. Ông Tư chở hai thanh niên lạ mặt tới nhà chị phải không? Khách mua hàng. Sao? Thím tiếp chuyện tôi ngoài này à? Mời chị vô nhà. Chị uống miếng nước, tôi cũng có pha trà. Người nhà Thím khách sáo làm gì? Hơn nữa tôi chỉ thích uống nước lọc à. Có mắm cá sử nè, Thím cất ra sau bếp đi. Lại biếu cho tôi nữa hả? Hôm qua đi chợ thấy nó ngon quá, mua mấy con biếu mỗi nhà một ít. Nhà chị mới bị đóng thuế nặng, mua cho người này người kia làm chi? Cái hầu bao chị nhỏ mà lòng dạ chị lớn quá. Chú Ngủ đâu rồi Thím? Hả? Ổng đau bụng đi ra ngoài rồi. Chú ấy mệt hả? Hèn chi, qua nay ông thấy mấy đứa nhỏ qua học chứ thuốc men gì chưa? Thôi tôi về nha. Má này chắc liên quan tới việc cộng quá. Nhưng mà khô của má cũng ngon. Gì đó Thím Ngủ? Tôi đi qua đây làm xấu. À, chuyện gì? Đi cầu nhận chút. Ủa, chị ở bên nhà Thím? Ở bển, không bị Tào Tháo được, cứ ôm riết cái cầu tiêu. Thím ra đằng sau đi. À, hừ.
Tệ quá. Ủa sao lẹ vậy? Xong rồi ra cho lẹ chứ phải cung đình đâu mà ngồi lâu. Mà thùng phi chứa gì mà đem ra sau giường vậy? Ủa, trấu này làm gì vậy chú Lâm? Làm men. Hai bà lên nhà trên uống nước đi, sau lại đứng đây nói chuyện đi. Ừ, phải đó. Hình như là trong thùng phi trấu giấu chén dĩa phong thím. Thím đừng nói cho ai biết nha. Khùng hay nói. Cái tin này mà tới xã trưởng là cả cái khu này không có nước cháo mà húp nữa. Thím mình chỉ cách cho mấy người ở đây đi. Thím đã biết rồi á, tôi xin nói luôn. Ở đây á, mỗi người một cách. Vậy nè. Vậy tôi về ghen. Tèo. Ê, cái gì? Sao lấy phân xóm vậy? Cái gì? Ê, tưới rau thì phải cần lấy phân xóm chứ thím. Ủa, thím kiếm gì trong mấy thùng phân đó vậy? Mấy thùng phân hôi lắm, thím kiếm gì vậy? Làm ơn nhanh tay giùm cái. Tới chỗ đó là chú Sáu. Tao tới khu nghĩa địa. Sáu thì nó chở gì tới khu nghĩa địa giờ phút? Còn nói nhưng thím phải giữ kín nghe. Ổng á, ổng chở chén dĩa ra khu nghĩa địa để chôn giấu. Ai nói gì? Nhà ông Diệp giấu chén dĩa phía sau bụi chuối. Còn nhà ông Lâm á thì giấu chén dĩa ở phía trong cái thùng phi tro. Tôi còn nghe ông Diệp bàn với Sáu Tỷ ra ngoài nghĩa địa chôn giấu chén dĩa nữa. Coi như bà được việc. Thưởng công cho bà đó. Dạ cảm ơn. Cảm ơn ông xã trưởng. Bà về đi. Có tin gì nhớ báo liền nghe. Dạ. Dạ. Dạ chào ông. Ba Hội. Dạ. Mày dẫn tụi nó qua lò gốm lục xét đi. Dạ. Khoan, chú có ý kiến gì? Anh lên cho người canh chừng. Họ đem nguyên liệu về bao nhiêu, thành phẩm làm ra bao nhiêu, cho dù họ có giấu giếm cũng không che mắt được chúng ta. Nếu bắt được quả tang, mình có bắt giữ họ không xã trưởng? Ý kiến chú Tấn thì sao? Phải bắt giải họ lên đây, dọa cho họ sợ, và để làm gương cho một số khu vực lân cận khác. Thím, có gì ăn được không thím? Không có. Ê. Trời, bữa nay thím mua thịt hộp cá hộp. Bộ trúng số hả thím ngủ? Tụi bay đừng có hỏi lộn xộn. Muốn ăn hả? Đợi đến rằm tháng 7 đi, cúng cô hồn, tao báo tụi bay đến giật. Trời. Thím ngủ sách gì về mà coi bộ nặng vậy anh hỉ? Gạo với đồ hộp. Hình như bà làm chuyện gì đó mờ ám. Có khi nào bà chỉ điểm cho tụi ở xã không? Em cũng nghi như vậy đó. Vậy phải báo cho mọi người biết mới được. Đi. Lục soát. Tụi mày để ý kỹ cho tao. Tụi tung đóng cửa này lên. Chạy đâu vậy thím ngủ? Đâu vậy? Mấy cái chén bể này trên xã có cần ghi không? Mẹ nó, sao lại như vậy chứ? Phải lật sắp con bụ già này xuống mới được. Đi sang nhà khác. Để lên.
hãy tha lỗi cho tôi. Sao Đào hiểu lầm tôi? Sống bao năm mà không biết bụng dạ tôi để đi với người đàn ông khác. Tôi tức em đã làm xấu tôi, để cho mọi người cười nhạo tôi. Nếu tôi không bỏ nhà đi, nếu tôi chịu ngồi lại nghe em nói, thì em đã không uống thuốc tự tử. Em chết ấm ức, mà tôi sống cũng ấm ức lắm. Tại tôi ngu quá mà. Tổ mẹ của mụ già tôi ngủ đây, báo hại mình tới đây để coi thằng khùng này nó tỉ tê với cái mã. Đi về. Thiêm ngủ. Thiêm bị sao vậy? Thiêm bị trúng thật hay sao mà mặt coi rầu quá vậy? Phúc, con không được hổn với người lớn. Con biết chứ, nhưng bả quá đáng thiệt. Bả đã ăn nhờ nhà mình, vậy mà nỡ đi chỉ điểm để đổi lấy miếng ăn. May là bà chưa hay biết chuyện này. Thiêm bị lừa, chỉ điểm bậy, bị tụi ở xã chửi về tay không. Thấy Thiêm phải chạy ăn má tội quá. Nhưng tội vẽ rắn thêm chân là không thể chấp nhận được. Về đi. Rang chè đi tụi bay. Dạ. Chú Thím Lâm rang chè. Đi rang chè liền. Dương, chè. Trời nắng ăn chén chè cho nó mát mới khô ấy, chú ơi. Cho em chén gì chị? Rồi rồi, cũng chè. Cho em chén chè đi gì cũng ơi. Dạ. Đủ chén bà. Chè ngon lắm à. Ừ. Ăn chè chú. Chà. Lâu quá mới thấy cả xóm ngồi đây ăn chè nha. Bữa nay tôi bao. Ôi. Tôi ăn 2 chén cho 6 tỷ. Cho mày thoải mái luôn. 3 chén. Đứa nào giỏi ăn 20 chén, tao bao. Cho con nuôi với. Tụi bao thì ăn nhiều nha mấy đứa. Mày. Dạ. Hai đứa bay coi chừng mất cảm ơn đó. Mấy bữa nay tụi ở xã không tới, tụi tôi mới hít thở được. Tụi nó ăn phải gân gà, nuốt không nổi phải nhả ra. Chưa đâu, tụi nó chưa chịu thua đâu. Muốn thở lâu dài hơn, cả làng phải viết một lá đơn lên cục thuế. Bên cục thuế biết có đứa phỏng tay trên sẽ xử tụi nó. Anh Sáu rành việc, vậy anh viết giùm cả xóm một lá đơn đi. Được rồi, nhưng tất cả phải ký tên vào lá đơn. Đơn gì vậy? Đơn tố cáo có kẻ gian nằm vùng. Chắc em thêm chén nữa quá. Thiêm ngủ, ở lại ăn chè. Tôi không có tiền. Không lẽ bà con lối xóm không mời Thiêm được chén chè hay sao? Mời thì ăn. Cho ăn chén đầy đầy cái coi. Ôi trời đất ơi, quỷ quái gì nữa đây? Pháo nổ, nhưng ở xa lắm. Mấy năm tới sẽ sống ra sao đây hả trời? Khổ quá, khổ cái đó. Mấy năm sau, đời sống sẽ khác thế mà. Vui sướng hơn hay cực khổ hơn vậy anh Sáu? Khi bọn cường hào ác bá không còn, thì đời sống của người dân sẽ vui sướng hơn. Vậy tốt ha. Chuyện của mấy năm sau để từ từ nói tới đi. Tình đất